Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video số 2, dịp này chúng ta giao lưu với vườn hoa quả bonsai của anh Nguyễn Hoàng, Phúc Thọ, Hà Nội. Đây là một cây hồng xiêm. Vâng, trái rất to các bác ạ. Này, trái hồng này. Mà có những cái quả nó đã chín ăn được rồi đấy. Chim nó đến nó hỏi thăm rồi đây này. Đấy, nó chín. Sao là bóp tay nó nẫu nẫu. Này. Ồ, nẫu nẫu rồi anh ạ. Nhưng mà chim nó hỏi thăm đây rồi. Kiểm tra luôn là hồng nước rồi các. Ngon đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái gốc cây hồng này. Rất dẻo, lắc lượn, có bệ đàng hoàng. Cái trộm bé cho thay sang đây. Thay sang đây cho nó có lực. Cái này vào quãng độ 24. Đường kính khoảng 8. Rồi. Cây hồng này mà giao dịch thì giá nào anh ạ? Để cho báo qua số điện thoại. Vâng. Anh đọc chậm số điện thoại nhé. Vâng. Số là 0388 966 686. Vâng. Hòn quá. Nhưng mà bỏ cái chỗ chim nó quét đi. Đây chim quét bên này rồi. Ừ. Rồi. Mùi hồng rất thơm nhỉ. Mùi hồng thơm lắm. Cây vú sữa đằng sau quay không? Đây, quay. Rồi. Cây hồng xiêm. À, cây hồng xiêm. Hồng xiêm đế to thế nhỉ? Vâng, cây này thì vào dây được bao thời gian rồi? Nước dây này, nước dây thứ 3 rồi. Vâng, tất cả những cái chỗ mà vào dây mà uốn lượn là nó nảy lộc mới hết rồi này các bạn. Rất khỏe cây này, nó đùn lộc ra hết. Sau nó đẹp. Nó bật lộc thì nó dày lá dày tán hơn. Nhìn nó tròn bóng hơn. Rồi. Dáng đẹp. Chân bệ khủng. Cái bệ khủng quá nhỉ. Và cô nói về hồng xiêm thì tiếp tục với một cây có bóng cũng rất là lớn này. Đang đặt trên cái chậu vuông. Chậu này chắc đường kính khoảng độ 1m4, 1m3. 1m5, 1m5. 1m5 à? Rồi, vâng. Một chậu vuông 1m5. Mà hoa vân đắp tay này các bác là nhìn đây là biết người ta đắp tay rồi. Đấy. Quàng được không? Quàng vào bệ được không? Chưa chắc vươn tới. Đâu anh đưa đây, tôi lấy giúp. Đưa một đầu đây. Rồi đây anh vòng ra đây. Đây. Rồi. 115 à? Vâng. Cây thì nói chung là những cây rằng dòng cây cổ thụ rồi. Rất là già rồi. Đó, chưa đo cái tán bay này cho tao thử cái xem nó được bao nhiêu. Anh kéo vào mặt chậu anh kéo ra ngoài này nữa đi cho nào. Chắc phải tầm 6 m, 6 7 m. Hết trước. Đó, 5 m nữa. 5 m à? Hết tán bay đấy hả? Rồi. Anh có biết ai là ai, anh cọc một lần anh nhìn thấy tôi. Anh cứ tưởng với anh em, tôi cứ xin lên một người đồng hoàng của người ấy. Để cọc anh cái đêm nay là cọc lần thứ hai đấy cọc. Đây, 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 đây. Cọc, nói là...
này quay mãi những cái cây to to rồi tôi đi ngắm ở góc vườn này, anh có cái cây dừa này cũng hấp dẫn các bạn, trông nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà già lắm. Cây này mà anh em mình chơi hồ coi ấy, mà đặt được cái góc mà nó bay ra nhìn cũng hay đấy. Đấy, dáng đứng bên tre này. Đây này. Qua được nha. Dừa thì nó ưa nước rồi, người ta trồng ở mép hồ. Cây dừa này bán thì giá như thế nào anh? 8 triệu à? Vâng. Chậu dài 1m2. Chậu dài 1m2. Giá 8 triệu cây dừa này. Vào đi, lại di chuyển. Rồi đến cây nào nào? Vâng, chúng ta di chuyển tiếp một cây khế này. Cũng là dáng bàn trà đẹp. À, có cái thân nó quặt lại chỗ này. Đánh rất gấp nha. Đánh quay ngược lại luôn. Hòa chi chít luôn. Dày hòa. Có mang thước đây không? Chạy đến lấy thước để đo cái vành thân cái khế này. Quả thì nhiều rồi, cây này thì nhiều quả, quả con nhiều lắm. Đấy cháu đo cái vành. Sáu mươi chín. Và được. Giá bao nhiêu cháu? Ờ. Đây rồi. Vâng, anh Hoàng đã đọc chậm số điện thoại ở phút đầu và tôi cũng ghi ở dòng chữ tiêu đề giới thiệu video nhé, để anh em chúng ta tiện việc giao dịch. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây hoa. Đó là cây Nguyệt Quế này. Dòng cây hoa quả bonsai tại vườn anh Nguyễn Hoàng. Cây Nguyệt Quế tán tròn vo. Bao nhiêu? 63. 63, vâng, anh ở vị trí 63. Nằm trên cái chậu là 1 mét, đường kính là 1 mét. Chắc 1,5 mét. 1,4 mét ạ. 1,4 mét, rồi. Cháu có 4 cây như này chưa ạ? Có 4 cây, vâng. Giờ đây một cây đầu ngoài cổng nha, 3 cây. Vâng, thôi quay một cây này thôi. Vâng. Tức là các bác mà chơi cặp đôi là cũng có. Rồi. Cái này mà giao lưu thì giá nào cháu? Giao lưu là 20 triệu một cây. Vâng, cây này là 20 triệu. Có 4 cây như này nhé. Các bác yêu thích chơi cặp đôi thì chúng ta alo cho anh Hoàng theo cái số điện thoại, và đấy chính là số Zalo luôn, thì anh sẽ cung cấp hình ảnh của 3 cây còn lại. Vâng, bây giờ chúng ta đến với một cây xoài này. Cái tải kia là tải gì đấy anh? Cháu tải phân lợn. Lôi nó xuống đất đi, để cho nó hở cái bệ cây xoài. Ai dở dễ. Dễ này dễ cỏ hay dễ cây xoài nó ăn? À dễ cây xoài ạ. Đặc dễ ở cái chậu này nha. Đúng không? Đúng là đặc dễ luôn. Đây. Ui trời ơi này. Đặc dễ này. Thấy không? Gốc rất to nha. Anh đo cái vành này này. Chậu này là chậu hơn mét rồi. 80. Vâng. Cây xoài hay quá.
Mà thằng này nó cứ ra lồng non là nó cứ đỏ nhỉ, thích nhỉ. Riêng xoài này đỏ như lập vừng luôn. Chậu còn mét đúng không? Vâng, đấy. Cây cảnh cút kít rụt rịt lại nhỉ. Cây này nó không dài lều nguều mà nó thu giật nhiều lần đẹp thế. Và cây xoài. Vâng, cây này giá thế nào anh? Trong giao lưu đại vườn 25 triệu. 25 triệu. Đấy, các bác thấy có hợp lý không? Cây xoài rất hay luôn. Ừ, cái này cho lên được cái bể cổ. Bể cổ và nó sẽ to hơn cái chậu này một chút để cho nó có đủ lực. Và chơi ở góc sân rất tuyệt vời luôn, cây xoài bonsai. Đẹp quá nhỉ. Có khi tôi lấy cái ảnh cây xoài này tôi làm cái ảnh đại diện đấy, anh đứng cạnh cái. Cây xoài này đẹp mà. Đứng ra chụp nhé. Rồi. Và tiếp đến một cây hồng xiêm. Cây này thì khi tôi đưa ống kính đến cái phần bệ của nó đúng là quá khủng khiếp. Đây là một cái chậu mà các anh xây ngăn một cái bề này rồi để đây để thả nước. Mà cái phần ngăn từ đâu thì cái rễ nó trải ra này. Nó nhìn nó như là bệ đá luôn ấy. Ôi là bệ bên này cũng vậy nhỉ, bệ tứ diện luôn. Quá đẹp. Hoa đang dày hoa đây rồi các bạn ạ. Rất nhiều hoa nhé. Vâng, đấy. Vâng, dòng cây ăn quả của vườn anh ấy, Hoàng này rất là phong phú. Ngoài ra còn có mít này. Đấy, hồng xiêm này. Ổi này, những cây mà có cái dáng gọi là cây sân vườn cũng được. Ví dụ đây là cây mít, đấy. Đây là cây trứng gà, và bên cạnh đó là cây ổi ta, cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là quái thân. Đấy, các bác có thể liên hệ vào cái số điện thoại anh Hoàng đọc chậm một lần nữa. Điện thoại cháu là 0388 966 686. Vâng, tôi cũng ghi ở cái dòng chữ tiêu đề giới thiệu video, mời anh em chúng ta tiếp cận giao lưu với vườn anh Nguyễn Hoàng. Tôi xin khép lại cái chương trình chia sẻ vườn cây ăn quả ở khu vực vườn mới của anh. Bây giờ chúng ta di chuyển xuống một cái khu vườn mà có nhiều những cái cây đặc thù riêng nữa, dòng cây nhỏ hơn, đó là cây hoa mộc hương và những cây bonsai nhiều chủng loại, xanh si đa đề có hết. Và xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.